Bạn không gọi điện này. Em khoe các bạn một thứ khá thú vị. Đây chính là cái ấm Ampoule Green. Em nhập về các bạn. Nhập ở Anh Ngọc Anh kìa. Ampoule Green. Dòng Ampoule này thì đặc điểm khá nổi trội, nó là ấm tròn. Đó. Dòng cái ly trà và cái nắp của nó lại dựng ra giống như là một cái lông chim hoặc là cái gì đấy. Lông của con chim. À, nó dựng dựng ra. Đó. Ampoule để mua giá 200.000. Ampoule này khá đắt. Đây, cái Viking Ampoule Green của mình. Máy quay. Cẩn thận các bạn, rớt đây phát là tèo luôn đấy. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy cái ấm nhỏ nhỏ ở đây. Đấy, cái ấm đấy của cây Viking Ampoule Green mà mình đã chết này. Sợ quá, xịn rời. Đây. Nó đây. Băng bơm lại các bạn. Còn giới thiệu các bạn một cái này nữa. Bẫy kẹp dấm cành mình đang lên này. Em nghe thấy không? Đó. Đang lên đấy. Ở đây nữa này. Đấy. Đây là nhìn cái cây rết đi nhà này nó. Còn có vài kẹp cũng có bứt các bạn. Đây, G16. Đó, thôi. Hẹn gặp lại bao nhiêu sau nha. Bye bye.